Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên thì cũng xin được chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong mọi công việc. Thì ngày hôm nay là 22 tháng 10 âm lịch rồi, cũng là cuối tháng 10 âm lịch rồi. Thì thời tiết ở chỗ em hiện tại là nắng rất là dữ ha. Anh chị mình thấy trời nắng rất là gắt luôn. Bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi, nhưng mà rất là nắng nha. Thì ngày hôm nay em cũng làm clip và chia sẻ đến với anh chị về việc sử dụng dưỡng rễ để tưới cho những cây mai mà chúng ta chơi bông vào cái dịp Tết năm nay, để giúp cho cây mai chúng ta nó phát triển bộ rễ được mạnh, thì nó mới hút được nước và dinh dưỡng để nó nuôi lên trên được tốt hơn ha. Bởi vì giai đoạn này là nút đụ trên cây nó đã khá là to rồi, và tới giai đoạn này thì bộ lá trên cây nó đã quá già. Anh chị mình thấy bộ lá của cây mai chúng ta tới giai đoạn này là nó quá già rồi, và chồi non nó không còn phát triển nữa nha. Chồi non nó không còn phát triển nữa, cho nên anh chị mình phải bổ sung thêm cái dưỡng rễ để kích thích cho bộ rễ nó phát triển. Thì khi bộ rễ mà nó phát triển được mạnh, nó hút dinh dưỡng cũng như hút nước nó nuôi lên, thì cây mai chúng ta nó khỏe. Khi cây mai chúng ta nó khỏe, nó tích trữ được nhiều là dinh dưỡng, thì cái bông nó nở ra mới to, cũng như màu sắc nó mới đậm. Chứ không phải tới cuối năm mà mình bón cái phần này phần kia mà bông nó to nó đậm được ha. Cái thứ hai là nó giữ cho cây mai của anh chị không bị mất sức sau khi ra bông Tết ha. Rồi sau Tết anh chị mình bấm xả tàn để anh chị mình nuôi lại, thì cây nó phát triển mạnh, nó không bị suy yếu. Thì đối với dưỡng rễ hiện nay trên thị trường nó cũng có rất là nhiều loại dưỡng rễ, như là N3M, rồi Rốt 2, hoặc là siêu lân kẽm, rồi Gro, nói chung là rất là nhiều. Nhưng chúng ta sử dụng cái loại nào cho nó phù hợp. Thì tới giai đoạn này là cuối tháng 10 âm lịch rồi, cho nên nút đụ trên cây mai chúng ta nó phát triển cũng đã tương đối ổn định ha. Cho nên anh chị mình phải cân nhắc khi sử dụng những loại dưỡng rễ. Thì anh chị mình nên sử dụng những loại dưỡng rễ nào mà nó có chứa cái thành phần NPK nhẹ một chút ha. Chứ anh chị mình không nên sử dụng những loại dưỡng rễ mà nó có chứa cái hàm lượng NPK quá cao. Nhất là đạm nha anh chị, nhất là đạm ha. Bởi vì khi nút nụ nó đã phát triển to mà anh chị mình sử dụng những cái loại phân bón hoặc là dưỡng rễ có chứa cái hàm lượng đạm cao, thì nó sẽ làm cho nút nụ rất là dễ bung nở ha, rất dễ bung nở. Và một vấn đề nữa đó là giai đoạn này cuối tháng 10 âm lịch rồi, thì thời gian nó cũng không còn dài nữa, cũng còn khoảng 1,5 tháng nữa là chúng ta bắt đầu lặt lá rồi. Ở miền Nam mình chỉ còn khoảng 1,5 tháng nữa là chúng ta bắt đầu lặt lá cho cây mai ha. Cho nên giai đoạn này anh chị mình thường xuyên kiểm tra nút nụ trên cây xem nó phát triển như thế nào. Nếu như còn nhỏ còn yếu để chúng ta kịp thời bổ sung thêm phân. Mỗi ngày anh chị mình tưới cây chăm sóc thì anh chị mình chịu khó để ý xem nút nụ nó phát triển như thế nào. Và một điều quan trọng là anh chị mình phải lưu ý vấn đề nước tưới ha. Phải tưới nước đều đặn cho cây ha. Giai đoạn này nắng dữ, rất là dữ nha anh chị. Anh chị mình thấy ở chỗ em bây giờ là 4 giờ chiều rồi đó. 3 giờ mấy 4 giờ chiều mà nắng rất là gắt luôn. Anh chị mình thấy ha. Sáng em tưới mà bây giờ nó khô queo như thế này đây. Sáng sớm em tưới rất là nhiều nước nha, mà bây giờ nó đã khô cứng như thế này rồi. Cho nên từ giờ cho tới cuối năm là vấn đề nước tưới là rất quan trọng nha anh chị. Rồi, còn bây giờ em sẽ quay và chia sẻ đến với anh chị sử dụng loại dưỡng rễ nào để tưới cho cây mai trong cái giai đoạn cuối năm này cho phù hợp ha. Thì anh chị mình cùng xem, nếu anh chị mình tin tưởng thì có thể áp dụng cho cây mai của mình ha. Rồi thì đây là hai loại dưỡng rễ mà em sử dụng để tưới cho vườn mai của em. Thì em sử dụng chỉ có một hai loại thôi, chứ em không có sử dụng nhiều loại như những anh em nhà vườn khác ha. Anh em nhà vườn khác thì người ta sử dụng rất là nhiều, nào là Gro, côn cát, rồi siêu lân kẽm gì nhiều lắm. Em thì một hai thứ thôi, đơn giản cho nó dễ chăm sóc. Thì giai đoạn này những cây mai mà nút nụ nó đã phát triển ổn định thì chúng ta nên sử dụng loại nào để chúng ta dưỡng rễ cho cây trong cái giai đoạn cuối năm này. Thì trước tiên về cái N3M, anh chị mình thấy nó là một dạng phân bón lá NPK,
nhưng nó kích thích cho bộ rễ cũng phát triển cũng rất là tốt ha. Nó kích thích cho bộ rễ phát triển cũng rất là tốt nha anh chị. Anh chị thấy để ra rễ cực mạnh ha. Thì cái thành phần NPK của nó trong đây là anh chị mình thấy nè, 11% là đạm, 3% lân và 2,5% là kali. Thì đối với cái N3M này, nếu như chúng ta sử dụng cho cái giai đoạn đầu năm, tức là khi cây mai chúng ta nó ra chồi, thì rất là phù hợp ha anh chị. Bởi vì nó có cái lượng đạm cao, nó sẽ kích thích cho bộ rễ phát triển, rồi kích thích cho chồi non nó phát triển được tốt hơn. Còn giai đoạn này cuối năm, khi cây mai chúng ta nó đang ôm nút nụ như thế này, thì anh chị mình không nên sử dụng cái N3M này để tưới dưỡng rễ ha. Bởi vì nó có cái lượng đạm rất là cao, thì nó sẽ làm cho nút nụ rất dễ bung nở nha anh chị. Và một điều nữa đó là khi cái lượng đạm nó cao thì những cái búp nụ này nó bung ra, nó rất dễ rụng nha anh chị, rất dễ rụng ha. Còn về cái rốt 2, cái rốt 2 thì anh chị mình thấy nó là một dạng phân bón lá hữu cơ sinh học ha, phân bón lá hữu cơ sinh học. Anh chị mình thấy đây, công dụng của nó là kích thích phát triển bộ rễ, cải tạo đất, giúp cây trồng hấp thu tối đa nước và dưỡng chất. Và nó giúp cho cây trồng giải độc khi bị ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn mặn, rồi ngộ độc các chất hóa học nông dược ha. Rất là hay nha anh chị. Cái rốt 2 này thì cái thành phần của nó trong đây, anh chị mình thấy thành phần chính của nó là axit humic, rồi hữu cơ amino acid và các thành phần vi lượng. Thì đây là một loại phân bón nó kích thích bộ rễ phát triển và nó không có chứa thành phần NPK trong đây ha. Thì cái rốt 2 này rất là phù hợp để chúng ta sử dụng tưới dưỡng rễ cho cây mai trong cái giai đoạn cuối năm này. Đây anh chị mình thấy ha, cây mai này của em là hôm trước em trồng ở cái chậu nhỏ, em trồng ở cái chậu nó hơi nhỏ, rồi em tưới nước nó không có thấm đủ được xuống dưới, dẫn đến cái tình trạng là nó bị khô và nó rụng lá cũng khá nhiều ha. Thì em sang qua cái chậu lớn hơn đây, anh chị thấy cái bầu đất của nó ha, bầu đất cũ, em sang qua chậu lớn hơn. Đây, bộ lá trên cây anh chị thấy nó thưa thớt rồi, nó rụng muốn gần hết luôn rồi. Giờ nó còn thưa thớt mà nụ thì nó trơ ra, rất là nhiều nụ nha. Đây, đó anh chị thấy nút nụ rất là nhiều nha. Đây ha, anh chị thấy nút nụ rất là nhiều. Thì sau khi em sang chậu thì em chỉ tưới rốt 2 này thôi. Em tưới cái dưỡng rễ rốt 2 này thì nút nụ nó vẫn giữ bình thường, không có bung nở gì nha anh chị. Đó anh chị mình thấy nè, cây mai này của em lá nó rụng muốn trọc luôn rồi. Cho nên giai đoạn cuối năm này, đối với những cây mai mà chúng ta sử dụng để chơi bông vào dịp Tết, thì anh chị mình có thể sử dụng cái rốt 2 này để chúng ta tưới dưỡng rễ cho cây. Định kỳ 15 đến 20 ngày anh chị mình tưới cho cây một lần. Hoặc anh chị nào có grow thì anh chị mình sử dụng grow á, thì trong grow nó cũng có bổ sung thành phần NPK nhưng nó chỉ có 1% thôi, thì nó phù hợp ha. Còn N3M là anh chị mình không nên tưới cho cây ha. Rồi, còn bây giờ em cũng pha và tưới cho anh chị mình cùng xem. Thì cái liều lượng của rốt 2 này anh chị mình sử dụng là 1ml pha cho 1 lít nước. Anh chị mình pha 1ml cho 1 lít nước anh chị mình tưới ha. Giai đoạn này cuối năm rồi, chúng ta tưới cái liều nó loãng loãng thôi. Rồi bây giờ em pha phân để em tưới cho anh chị mình xem. Thì do cái rốt 2 này em chưa kịp mua, nó cũng còn có ít thôi, cho nên em không có pha vô bồn lớn được, mà em pha cái xô 60 lít em tưới ha. Tưới được nhiêu còn nhiêu thiếu nhiêu thì ngày mai mua tiếp rồi tưới. Thì 60 lít em sử dụng là 60cc, cái nắp này là 60cc nha anh chị. Em sử dụng 60cc, em pha cho 60 lít nước em tưới. Anh chị mình nhìn thấy nó có một nắp vậy thôi, nhưng mà pha vô một cái là nó đen thui thù lùi á. Đây, đó anh chị mình thấy ha, cái nước nó đen thui thù lùi luôn á. Đó rồi. Rồi, thì sau khi em đã pha phân thì em cũng tưới một vài cây để anh chị mình cùng xem ha.
anh chị mình cứ tưới cho thấm đều xung quanh chậu. Thì cũng tùy theo cây của anh chị mình lớn hay nhỏ, anh chị mình pha vừa đủ liều lượng anh chị mình tưới. Chứ anh chị mình tưới nhiều quá thì nó chảy xuống đất nó lãng phí ha. 2 lít 3 lít tùy theo cây của anh chị nha. Cứ 15 ngày, 20 ngày gì đó anh chị mình tưới một lần. Từ giờ đến cuối năm. Thì tới đầu tháng 12 là chúng ta tưới một cử nữa thì chúng ta ngưng. Đây. Qua cây bên này cũng vậy. Sáng sớm em tưới nước quá trời luôn mà tới giờ khô queo hết trơn. Trời nắng quá. Sáng ra trời ngày nào cũng có sương mù. Sáng phải dậy sớm tưới rửa lá. Đó, anh chị mình thấy cây này nút nụ nó phát triển như to vậy rồi nè. Nút nụ rất là nhiều ha. Đó. Đó anh chị mình thấy nút nụ nè. Đây, qua đây cũng vậy. Anh chị mình cứ tưới cho nó đều xung quanh chậu để kích thích cho bộ rễ nó phát triển. Thì cây mai chúng ta nó mới khỏe được. Anh chị có thể sử dụng rốt 2 hoặc grô. Miễn cái loại dưỡng rễ nào mà nó bổ sung cái thành phần NPK ít là được. Thì em thấy cái rốt 2 này nó rất là hay. Nó vừa dưỡng rễ cho cây, giúp cho bộ rễ cây nó phát triển, mà nó vừa giúp cho cây mai chúng ta hấp thu tối đa nước và dưỡng chất ha. Cho nên rốt 2 này nó rất là hay. Anh chị mình thấy có những cây mai mà nó bị thiếu nước, nó rụng lá, muốn gần hết lá nhưng mà mình tưới rốt 2 nó vẫn cây nó vẫn cầm nụ được ha. Nó không có đến nỗi mà bung nở sớm. Đây, qua bên đây cũng vậy. Nhìn thấy lá mơ lên quá trời, không ăn thịt chó mà lá mơ lên quá trời luôn. Ở đâu mà mọc quá trời, đầy nhà hết trơn. Em thì đầu năm giờ chia sẻ đến với anh chị sử dụng những loại phân bón rất là đơn giản, chứ không có cái gì mà cầu kỳ thì nhiều thứ hết, nhưng mà rất là hiệu quả nha. Rồi em tưới thêm cây này nữa, em dừng clip ha, em tiếp tục công việc chứ để chiều rồi. Đó thì ngày hôm nay em cũng chỉ chia sẻ đến với anh chị về việc nên sử dụng loại dưỡng rễ nào để tưới cho cây mai trong cái giai đoạn cuối năm này. Thì hy vọng cũng giúp ích được anh chị mình trong việc chăm sóc cây mai. Thì clip tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc em cũng xin được cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình xem sau, cảm thấy yêu mến và tin tưởng em thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.